13 tác dụng của mù tạt tốt cho sức khỏe. Tác dụng của mù tạt hay còn gọi là wasabi không chỉ giúp bạn giảm đau nhức cơ thể, hỗ trợ điều trị viêm da mà còn hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và tiểu đường. Trong y học dân gian, mù tạt cũng được coi là một thành phần chống độc, phát huy tác dụng chữa bệnh đối với hệ thần kinh và duy trì sức khỏe của tim mạch. Mù tạt là gì? Mù tạt là một loại thực vật họ cải thuộc chi Brassica, tương tự như bông cải xanh và bắp cải với nguồn gốc xuất xứ từ các khu vực ôn đới của châu Âu. Mù tạt có 3 loại chủ yếu là mù tạt trắng, mù tạt đen và mù tạt nâu, với những phần được sử dụng chủ yếu là cuống hoa non và lá, hạt. Mù tạt trắng còn được gọi là mù tạt vàng, có hương vị nhẹ. Mù tạt đen phổ biến nhất với hương vị mạnh mẽ, trong khi mù tạt nâu thường mang đến hương vị cay nồng. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia USDA, hạt mù tạt có thể mang đến cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe nhờ chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie, phốt pho và kali, cùng với nguồn folate và vitamin A. Tương tự, rau mù tạt hoặc lá cây của mù tạt cũng chứa nhiều kali, canxi, magie, phốt pho. Chúng cũng chứa một lượng chất xơ lành mạnh và giàu vitamin A, vitamin K, vitamin C cũng như folate, vitamin B9. Thứ nhất, nói về tác dụng của mù tạt giúp chống bệnh ung thư. Hạt của cây mù tạt có chứa lượng lớn dưỡng chất và thực vật lành mạnh có tên là glucosinolate, giúp ngừa các bệnh ung thư như ung thư bàng quang, ung thư ruột già và ung thư cổ tử cung. Các nghiên cứu khác nhau đã cho thấy các thành phần trong mù tạt có thể ức chế được sự phát triển của các tế bào ung thư và giúp chống lại sự hình thành của các tế bào ung thư ác tính. Các đặc tính hóa học của hạt cũng giúp khôi phục smux glutathione và kích thích cảm ứng chết rụng tế bào mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tế bào mạnh bình thường. 2. Mù tạt giúp giảm triệu chứng của bệnh vẩy nến. Tác dụng của mù tạt có thể hỗ trợ bạn điều trị bệnh vẩy nến, một rối loạn tự miễn viêm mãn tính. 3. Mù tạt giúp bạn giảm viêm da tiếp xúc. Hạt mù tạt có thể hỗ trợ điều trị tình trạng viêm da tiếp xúc. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy tác dụng của mù tạt trong việc chữa lành các mô và giảm sưng tai, cũng có ý nghĩa tích cực giúp giảm đau ở người. 4. Là mù tạt giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Dầu mù tạt là một trong những loại dầu lành mạnh mà bạn có thể lựa chọn. Các nghiên cứu được thực hiện trên những người bị nghi ngờ đau tim cho thấy mù tạt giúp họ giảm tỷ lệ rối loạn nhịp tim, giảm tình trạng dày thất và đau ngực nhờ vào các thành phần axit béo omega 3 có trong mù tạt. 5. Là mù tạt giúp giảm chứng rối loạn hô hấp. Trong y học dân gian, hạt mù tạt đã được đánh giá cao về tác dụng chữa lành các vấn đề về cảm lạnh và viêm xoang. Đây được xem là một loại thuốc trị nghẹt mũi, làm thông thoáng khí quản, làm dịu chứng ho nặng và làm sạch chất nhầy trong đường dẫn khí. Bạn có thể sử dụng hạt mù tạt như một phương pháp chữa bệnh tại nhà bằng cách dùng hạt mù tạt ngâm chân để giải phóng sự tắc nghẽn trong cơ quan hô hấp. Bạn cũng có thể xúc miệng với trà mù tạt để làm dịu cơn đau trong họng. 6. Tác dụng của mù tạt giúp làm giảm đau. Miếng dán hoặc thuốc đắp được làm từ mù tạt cũng góp phần giúp giảm đau và giảm co thắt do các chất gây xung huyết da. Mặc dù tác dụng của mù tạt có thể giúp bạn giảm đau, nhưng mù tạt có thể làm nóng da của bạn và gây rộp da nếu bôi trực tiếp lên da. Vì thế bạn nên sử dụng một tấm vải lanh để đặt giữa da và miếng dán nhằm tránh bị phồng rộp da. 7. Là tác dụng của mù tạt giúp chống ngộ độc. Trong y học dân gian, người ta cho rằng hạt mù tạt wasabi có đặc tính gây nôn và chống lại các tác động chống độc đối với cơ thể. Thuốc sắc được làm từ hạt mù tạt cũng giúp làm sạch cơ thể của bạn, đặc biệt là trong trường hợp bị ngộ độc rượu hay ngộ độc ma túy. 8. Hạt mù tạt giúp bạn chăm sóc da và tóc. Mù tạt được xem là một thành phần hữu ích trong việc hỗ trợ làm đẹp. Bạn hãy đun sôi một ít lá từ cây, lá móng được tán thành bột với dầu mù tạt rồi lọc qua vải sạch và đựng vào lọ kín. Mỗi ngày bạn hãy lấy một ít hỗn hợp để massage da đầu và kích thích tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Bạn cũng có thể rang hạt mù tạt với dầu mè hoặc dầu dừa, sau đó bôi hỗn hợp này lên mụn để làm giảm mụn và giúp làm da sáng hơn. 9. Là mù tạt giúp làm giảm bệnh nấm biểu bì.
Đặc tính chống vi khuẩn của hạt mù tạt đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc chữa lành các tổn thương ngoài da do bệnh nấm biểu bì. Khi bị nấm biểu bì, bạn hãy rửa sạch da bằng nước ấm rồi thoa một hỗn hợp bột mù tạt trên da để da làm dịu các triệu chứng liên quan đến bệnh nấm biểu bì. 10. Là tác dụng của mù tạt đối với hệ thần kinh. Trong y học dân gian, cây mù tạt được coi là có tính chất truyền nhiệt cao nên có lợi cho những người bệnh nhân bị tổn thương về hệ thần kinh. Nó cũng giúp kích thích quá trình chữa bệnh bằng cách kích thích các xung động và có tác dụng tiếp thêm sinh lực cho các dây thần kinh. 11. Mù tạt giúp bạn kiểm soát bệnh tiểu đường. Lá mù tạt khá hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt mù tạt có lợi trong việc giảm thiệt hại do căng thẳng oxy hóa liên quan đến bệnh tiểu đường gây ra. Một nghiên cứu khác đã kiểm tra việc sử dụng dầu mù tạt và cho rằng nó làm giảm protein glycosylate và glucose trong máu. Mù tạt cũng giúp giảm quá trình peroxy hóa lipid và kích thích chuyển hóa glucose giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. 12. Tác dụng của mù tạt giúp giảm cholesterol. Lá của cây mù tạt khá hữu ích trong việc giúp làm giảm cholesterol. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại thực phẩm họ cải, đặc biệt là lá mù tạt, có thể liên kết axit mật trong ống tiêu hóa, tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể đào thải các axit này ra khỏi cơ thể. Các axit mật thường chứa nhiều cholesterol, vì vậy quá trình này sẽ giúp